Xin chào mọi người, trong tập trước, Thạch Hạo đã chạm trán với Tam Đại Giáo. Cậu lao tới đấm cho tên Trương Lục ngã ngồi rồi cảnh cáo, nếu không dừng tay, cậu sẽ không nương tay nữa. Đáp lại lời này, Trương Lục liền yêu cầu Nguyệt Thiền và Tần Luân dốc hết sức, chẳng lẽ lại để cho tiểu tử này sỉ nhục uy danh của Tam Giáo. Tần Luân quay lại ra lệnh cho các đệ tử tự mình làm việc theo kế hoạch, nơi này cứ để cho bọn hắn. Nói rồi ba người cũng hợp sức lại chuẩn bị nghênh chiến. Thạch Hạo lên tiếng yêu cầu Chiến Vương Tiền Bối và Thạch Đằng huynh mau mở ra đại trận hộ thành. Bất luận việc này kết thúc thế nào cũng tuyệt đối không thể để cho Tam Giáo gây ra họa cho Thạch Quốc. Dưới đại kiếp, pháp trận tuy bị hư hỏng không ít, vậy nhưng chí ít có thể giúp cậu bao vây địch. Hai lão già lập tức khai mở ra trận pháp, sau đó hình thành một cái kết giới bao vây hoàng thành lại. Rất nhanh, ba người bên kia cũng đồng thủ phóng ra vô số công kích. Thạch Hạo thấy vậy vẫn đứng yên một chỗ làm bào cát. Sau khi lớp khói bụi tan đi, thân thể cậu lập tức hiện ra không chút hao tổn. Tay phải lấy ra thành nhân kim ý, tay trái là côn bằng bảo thuật, đem hai thứ kết hợp lại làm một. Nguyệt Thiền tiên tử lấy ra thủ đoạn của mình, ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ, sau đó Tần Luân lại lấy ra bảo thuật, đem nó giai trì lên thanh kiếm của Nguyệt Thiền rồi nhanh chóng chém về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng vung kiếm đáp trả lại, hai công kích chạm nhau rồi tự hóa giải lẫn nhau. Ngay sau đó, cậu lập tức sử dụng ra côn bằng pháp đẩy lui hai tên kia về sau, Nguyệt Thiền may mắn kịp thời phản ứng nên kịp thời ngăn cản. Lúc này pháp trận kết giới đã sắp hoàn thành, mà đám người Tần Luân cũng nhận ra tình thế của bọn họ, có đánh tiếp thì cũng không thắng được, cách tốt nhất là rút lui trước khi quá muộn. Cả ba nhanh chóng lao ra ngoài, Thạch Hạo thấy vậy liền đuổi theo. Nguyệt Thiền quyết định ở lại chặn hậu, để cho hai tên kia rời đi trước. Đôi nam nữ mặt đối mặt, Nguyệt Thiền lên tiếng khuyên giải, quy thuận sáu của nàng tự nhiên cũng sẽ đảm bảo cậu được lên làm hoàng đế, cần gì phải đối địch với nhau. Thạch Hạo khoanh tay, giọng điệu cứng rắn, vậy thì cô tính sai rồi, bản thân cậu vốn không muốn tranh đoạt hoàng vị, chỉ là không vừa mắt đám người của Tam Giáo. Tùy ý đòi lấy cổ vạn dân Thạch Quốc, Nguyệt Thiền vẫn không bỏ cuộc, nàng khuyên thêm một câu nữa. Đừng bảo là Thạch Quốc, cho dù là toàn bộ bát vực thì cũng chỉ là vườn thuốc của thượng giới. Nếu không vào Tam Giáo, e rằng sẽ bị hại còn thảm hơn nữa, cho nên cậu tốt nhất vẫn là thu tay lại. Lời này làm cho Thạch Hạo giật mình, nhân cơ hội cậu ta mất cảnh giác, Nguyệt Thiền lập tức phóng ra một kích rồi bỏ chạy. Thạch Hạo né được rồi nhanh chóng đuổi theo hỏi thăm cho rõ ràng. Nghe được lời đối thoại của hai người, Thạch Sung liền quay sang nói chuyện với tì tì của mình. Một kẻ không muốn hoàng vị, vốn không muốn ngồi lên ghế rồng nhận trách nhiệm thì sao có thể quản lý tốt Thạch Quốc. Nàng ta nghe vậy liền phủ nhận, một quân vương không có lòng mới không thể bị vật bên ngoài chi phối, mới có thể quản lý tốt Thạch Quốc. Đám quan đại thần cũng đồng tình với điều đó. Trong khi đó, Thạch Hạo và Nguyệt Thiền vẫn đang chơi trò mèo đuổi chuột. Ra đến bên ngoài thành, Nguyệt Thiền cũng dừng lại, Thạch Hạo lên tiếng hỏi rõ. Tam giới vì sao lại phải khống chế Thạch Quốc? Nguyệt Thiền cho rằng bọn họ chỉ đang thuận theo đại thế mà thôi. Bát vực chỉ là 8 chiếc lồng giam của thượng giới, còn dân của bát vực đều là tội dân của thượng giới. Mà cái gọi là đại kiếp chỉ là cho người bị chọn chúng trong chúng sinh hạ giới có thêm một cơ hội lần nữa dựa vào thượng giới. Tôn giả trở xuống vốn không đủ tư cách, cho nên mới không bị mang đi. Bọn họ giống như thần dược chưa được trưởng thành, những tôn giả bị bắt đi phải trải qua thẩm phán xem đã hối cải làm người hay chưa. Thạch Hạo mỉa mai, nếu như vậy thượng giới thực ra là có lòng tốt, ngược lại chúng sinh hạ giới ngu xuẩn vô tri mới dẫn tới xung đột không cần thiết. Nguyệt Thiền cho rằng thượng giới không ham muốn gì hạ giới. Mai trở lại thượng giới lại là đạo duyên không biết bao người tha thiết mơ ước. Thạch Hạo lập tức cắt lời, toàn là nói bậy, 8 tòa lồng giam là thật, đó cũng là tổ tiên phạm sai lầm. Những chuyện này liên quan gì tới người sau, lẽ nào muốn liên lụy ngàn đời vạn đời, để chúng sinh bắt vực đời đời đều là tội nhân. Đây là quy củ năm đó đã định ra, chân tướng bắt vực chính là như vậy. Nàng công nhận Thạch Hạo có thiên phú dị bẩm, có thể vào bổ thiên giáo phò tá thượng giới, cần gì phải gánh vác tội lỗi cả đời. Hơn nữa cậu vừa mới kế vị, rời khỏi hoàng đồ, long khí trên người mỏng manh, tới nơi này đã không còn là trạng thái vạn pháp bất xâm như trước nữa. Nói rồi nàng lập tức sử dụng ra đài trận. Thạch Hạo nhận ra thảo nào lúc nàng ta ở hoàng đô lại chủ động xả thân ngăn cản, thì ra là vì dẫn dụ mình tới đây. Nếu Thạch Hạo đồng ý gia nhập bổ thiên giáo, nàng sẽ không khởi động trận pháp, vậy nhưng bây giờ thì lại không thể không làm vậy. Nói rồi nàng ta cũng giáng xuống công kích. Thạch Hạo chật vật chống đỡ rồi thân thể đột nhiên biến mất, điều này làm cho nàng ta ngạc nhiên, chẳng lẽ là thuật trẻ mắt, đáng tiếc là không ra khỏi trận thì có thể trốn đi đâu. Nàng tung toàn lực phạm vi toàn bộ pháp trận, vậy nhưng không hề thấy động tĩnh của Thạch Hạo đâu. Nàng tò mò ngay cả tôn giả vào trong trận này cũng sẽ hóa thành tro bụi. Tiểu tử này tại sao lại không thấy tung tích? Đột nhiên nhìn thấy một món đồ kỳ lạ, nó chính là thế giới bảo hợp. Tiến lại xem thử, Nguyệt Thiền nhận ra mình bị trúng kế nên lập tức lao ra ngoài. Đáng tiếc là vẫn bị Thạch Hạo dùng lực lượng khống chế. Không chịu bỏ cuộc, nàng ta liên tiếp lấy ra chân long bảo thuật cùng bộ thiên thuật, cố gắng dãy dụa và thoát được khỏi khống chế. Tức giận vì bị Thạch Hạo chế giễu, Nguyệt Thiền lập tức kết hợp hai thứ bảo thuật tấn công. Thạch Hạo nhanh chóng lấy ra côn bằng bảo thuật đáp trả lại, đánh tan con rồng của đối thủ.
Thấy tiểu tử này cũng có bản lĩnh, nàng ta liền dùng pháp thuật triệu hoán chu thiên tinh thần, sử dụng sao băng để tấn công địch. Thạch Hạo rút kiếm gãy đáp trả lại, vậy nhưng cuối cùng vẫn bị vô số tảng đá nhốt lại. Trong tình thế nguy cấp, cậu nhanh trí sử dụng sức mạnh của chí tôn cốt phá tan tảng đá đang bao bọc bên ngoài, sau đó sử dụng thế giới bảo hợp hút Nguyệt Thiền vào bên trong. Làm xong chuyện, Thạch Hạo liền quay về, không ngờ vừa mới rời đi thì Hoàng Đồ đã xuất hiện biến cố. Dựa theo lời bẩm báo ta biết được, lúc cậu truy đuổi Dương Nghiệt Tam Giáo, Vũ tộc cùng tứ đại gia tộc đã thừa cơ phá hủy pháp trận bảo vệ Hoàng Đồ nhằm phóng thích đệ tử của Tam Giáo. Trải qua đại kiếp, tuy pháp trận bị hư hại, vậy nhưng nếu như không phải người trong nội bộ làm loạn thì pháp trận này làm sao có thể dễ dàng bị phá hủy. Việc trước mắt là sửa chữa pháp trận, chỉ là có quá nhiều chỗ bị hư hại nên chẳng biết đi đâu và tìm đủ vật liệu để sửa chữa. Một kẻ được gọi là Băng Cửu nhanh chóng tham kiến. Thạch Hoàng trước khi đi từng phân phó, nếu như tân Thạch Hoàng cần các loại bảo vật, bảo cụ và bảo thuật, có thể vào bên trong bảo khố tìm kiếm. Thạch Hoàng nhanh chóng yêu cầu hắn dẫn đường. Tin tức bọn họ tiến về bảo khố cũng bị người của Vũ tộc phát hiện, hắn lập tức quay về bẩm báo cho trưởng lão. Đi một hồi cũng tới nơi, vậy nhưng ngay khi vừa mới bước vào, đám người Vũ tộc đã đuổi tới. Một lão già lên tiếng phát biểu, nghe nói bảo khố Thạch Quốc vô số chân bảo, Vũ tộc bọn hắn cũng là con dân Thạch Quốc, bảo vật lẽ ra phải có một phần của bọn họ. Lời này chính là trắng trợn cướp đoạt. Đám người kia vừa cấu kết người ngoài làm hại hoàng cung, lại còn dám tự xưng là con dân Thạch Quốc. Thạch Hạo chủ động muốn ra sân, đồng thời cũng không quên thách thức. Rốt cuộc là bọn chúng muốn bị xử lý từng tên một hay là bị xử lý cùng một lượt? Lời này lập tức cho đám người bên kia tức giận. Bọn họ vừa mới được Vũ Vương truyền thụ bí pháp, thực lực sớm đã khác xa ngày trước, cho nên tự tin chém Thạch Hạo thành trăm mảnh. Thạch Hạo chẳng muốn nói nhiều thêm nên mời chào bọn họ động thủ. Cả đám nghe xong liền động thân, vậy nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị kỹ năng giam cầm khóa chặt không thể nhúc nhích. Cậu chỉ cần lướt qua như một cơn gió đã khiến cho đám người bên kia về với đất mẹ. Chỉ có một lão già tóc bạc là may mắn sống sót. Lý do không giết chết là để lão ta quay về truyền lời cho Vũ Vương rằng cửa vào bảo khố cậu luôn mở cho hắn tới lấy. Nếu tới chậm bảo vật coi như bị lấy hết. Tiếp tục tiến vào, bọn họ bị một cánh cửa khác ngăn cản. Băng Cửu cho biết muốn mở cửa này phải có nhân hoàng ấn. Hắn cũng chẳng biết thứ đó ở chỗ nào, e rằng sẽ phải phá cửa đi vào. Thạch Hạo nghe vậy liền lấy ra nhân hoàng ấn, đặt nó vào miệng đầu rồng, sau đó cửa đá tự động được mở ra. Bên trong có rất nhiều dương bảo vật. Vậy nhưng đáng chú ý nhất vẫn là thanh trường kích đang không ngừng tỏa ra hào quang. Mọi người nhận ra thứ này chính là Trấn Quốc thần kích. Thạch Hạo tiến tới định cầm lấy, đáng tiếc còn chưa kịp chạm vào thì trường kích đã bay ra ngoài. Cứ tưởng là trường kích có khí linh nên định chạy trốn, ai ngờ hung thủ làm chuyện này lại chính là Vũ Vương. Hắn tự tin lên tiếng, bây giờ Trấn Quốc thần kích đã nằm trong tay hắn, đám người bên dưới còn không mau quỳ hàng. Thạch Hạo thấy sự xuất hiện của lão ta thì vẫn bình thản, chỉ sợ hắn không dám đến mà thôi. Tới đây thì tập phim đã hết rồi, hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào!